Chào mừng các bạn quay lại đến với Datamon What. Giờ này thì chúng ta sẽ tiếp tục thu phục những loại Datamon tiếp theo. Thẻ chứa Datamon tiến lên. Thanh Lịch Thôn đã được thu phục. Thẻ chứa Datamon tiến lên. Thẻ chứa Datamon tiến lên. Hoàn thành, Champai đã được thu phục. Winger. Winger.
Hề chứa Dynamom tiến lên. Winger đã được thu phục. Thể chứa Dynamom tiến lên. Pumpkin đã được thu phục. Thẻ chứa Dynamom tiến lên. Thẻ chứa Dynamom tiến lên. Hoàn thành, Aviatot đã được thu phục. Thank you.
hoàn thành. Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc tản trình ở đây. Nếu anh nào thích video này thì đăng ký kênh của mình. Mình sẽ làm video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại trên tập video tiếp theo. Tạm biệt.